Chào anh em có háo hức trên tay cái máy ảnh mirrorless full frame của Canon EOS R không? Thực sự là thời gian vừa rồi mình xem trên mạng và xem hình ảnh thông số các kiểu rất là nhiều, mình thấy là khi cầm trên tay thì cái máy nó đẹp hơn nhiều lắm so với các cái hình ảnh mà mình được xem ở trên mạng. Thứ nhất là về màu sắc, cái kiểu làm nó không phải giống như các cái dòng máy DSLR của Canon mà trước đây mình cầm. Kiểu họ làm bằng một cái chất liệu như kiểu màu nòng súng hay là cách phối màu, cũng như là các cái thiết kế đường nét. Nói chung là các đường nét từ bên hông cho đến bên trên các loại thì thấy nó rất là mạnh mẽ, kiểu như là rất là men, rất là nam tính. Về thiết kế khi mà cầm chiếc máy này trên tay thì mình có một cái cảm nhận là đây là một cái gọi là sự lột xác rất là mạnh mẽ về thiết kế đối với Canon. Canon nổi tiếng trước giờ là bảo thủ về thiết kế, cái đó là cái mà những người dùng Canon thấy rất là rõ. Nó thay đổi như thế nào thì rất là rõ khi mà cầm vô cái máy EOS R này á, là gần như là mình tìm những cái bánh xe điều khiển hay là những cái nút mà nó có cái chữ điều khiển ở trên cái bề mặt sau này hoặc là ở trên này không thấy đâu hết. Gần như là họ hạn chế được cái gì là họ làm mất luôn, họ bỏ được cái gì là họ bỏ luôn, và họ tích hợp chung lại thành một cái phím nào thì họ làm được là họ làm cái đó. Thành ra là gần như là ít, rất là ít chữ, không có nhiều chữ như là các cái máy mà chúng ta thường quen mắt. Chúng ta nhìn từ bên tay trái qua thì anh em thấy là nếu mà chúng ta cầm quen một cái máy DSLR là cái bánh xe điều khiển, các cái chế độ chụp và các cái chữ ở bên dưới hay là các cái cần gạt để chúng ta chọn chức năng này, chức năng kia thì họ bỏ luôn. Và thay vào đó đây chỉ là một cái nút, một cái bánh xe khởi động on off để khởi động máy. Còn ở bên này, ở bên phải này thì anh em thấy là có một cái màn hình mình hay gọi là màn hình phụ đó, để nó hiển thị các thông số. Thì ở đây là một cái màn hình nó dùng cái công nghệ gọi là dot matrix. Màn hình phụ làm với công nghệ này á, là một cái khuynh hướng mình nghĩ là rất là hiện đại, nhìn vô rất là sang trọng và nó hiển thị rất là rõ. Ở mặt sau thì anh em thấy là cái màn hình LCD, họ vẫn làm một cái màn hình LCD xoay lật ha, giống như là một số cái dòng máy DSLR cũng như là các cái dòng M trước đây họ cũng làm đó. Cái màn hình này nó có chức năng cảm ứng đó. Thì cảm ứng ở đây không phải chỉ là cảm ứng lấy nét hay là cảm ứng để chúng ta chọn các chế độ chụp hay là điều khiển cái menu, mà chúng ta có thể lấy nét ngay trên màn hình này khi chúng ta chụp live view lẫn khi chúng ta ngắm bằng cái ống ngắm điện tử. Về số lượng điểm lấy nét là họ hơn 5.600 điểm lấy nét. Thì thực tế là 5.600 điểm lấy nét đó là theo pha, có nghĩa là họ lấy nét theo kiểu, nó lấy nét theo kiểu tính toán kiểu lệch pha. Thì đây là những cái số điểm lấy nét mà mình chạm được trên ngay trên màn hình đó. Tại vì có cái máy nó đến hơn 2 triệu điểm lấy nét theo pha, nhưng mà không phải là chạm bằng tay được, mà nó có thể dịch chuyển trong tính toán như thế nào theo kiểu là các pixel. Về thiết kế có thêm một cái thanh nhỏ nhỏ ở đây này, hình giống như kiểu là hình chữ nhật á. Thì cái thanh này nó gọi là thanh điều khiển đa nhiệm. Thì thanh đa nhiệm là gì? Ở đây chúng ta có thể gán các cái phím chức năng, gán cái chức năng vào trong cái thanh này, và chúng ta chạm vào đây để kéo qua kéo lại để chúng ta điều chỉnh. Ví dụ như là ISO hay là tốc độ, khẩu độ gì đó thì chúng ta gán vào chúng ta thay đổi nhanh. Rồi về cái ngàm ống kính thì anh em biết rồi là Canon họ làm một cái ngàm mới cho cái dòng EOS R này. Kích thước vẫn là 54 giống như các cái ngàm DSLR mà cho ống kính IF mà họ làm cách đây mấy chục năm đó, năm 87 giờ 30 năm á. Đó, nhưng mà vì không có cái, họ bỏ đi cái gương lật, thành ra là cái khoảng cách từ bên ngoài ngàm này, tức là cái đuôi của ống kính vô trong này nó còn rất là hẹp. Thì bây giờ nó chỉ còn 20 ly thôi, rất là hẹp, tức là nó sát cái ống kính. Và như vậy thì họ sẽ làm được nhiều thứ liên quan đến ống kính khẩu lớn hay là liên quan đến nhiều thứ công nghệ về lấy nét hơn. Rồi, một cái điểm ở đây anh em thấy là ngay trong cái ngàm anh em thấy có cái màn rập cơ nó đóng lại. Thì cái này là cái khác. Hôm trước mình có trên tay cái Nikon Z á, thì anh em thấy là dù lúc máy mở hay đóng thì cái màn rập cơ này nó cũng mở ra. Còn trên cái EOS R này thì nó đóng lại. Thì bây giờ nó chỉ còn 20 ly thôi,
rất là hẹp, tức là nó sát cái ống kính, và như vậy thì họ sẽ làm được nhiều thứ liên quan đến ống kính khẩu lớn hay là liên quan đến nhiều thứ công nghệ về lấy nét hơn. Rồi, một cái điểm ở đây anh em thấy là ngay trong cái ngàm anh em thấy có cái màng rập cơ nó đóng lại. Thì cái này là cái khác, hôm trước mình có trên tay cái Nikon Z á, thì anh em thấy là dù lúc máy mở hay đóng thì cái màng rập cơ này nó cũng mở ra, còn trên cái EOS R này thì nó đóng lại. Như vậy thì thật sự ra khi mà chúng ta đi chụp hình ở ngoài mà cần thay ống kính mà nó cứ cái cảm biến á, nó cứ mở ra, nó cứ kiểu nó phơi ra ngoài cũng rất là nguy hiểm. Các cái ống kính của cái ngàm mới R này á, họ dùng cái đuôi ống kính có 12 chân để kết nối với cái mạch điện ở trong này. Tức là cái lượng thông tin ở trên ống kính kết nối với lại cái bộ xử lý ở trong máy ảnh nó sẽ nhiều hơn, và cái lượng data đó càng nhiều và nó đầy đủ hơn thì cái bộ xử lý hình ảnh nó sẽ hoạt động tốt hơn, lấy nét nhanh hơn, chính xác hơn. Rồi, đó là gần như xong hết về cái máy đối với anh em rồi. Thêm cái nữa là các cái ống kính mới, hệ ống kính mới anh em thấy là họ có cái control ring ở trên cái đầu ống kính này. À, thì nó sẽ kết hợp với các cái phím, các cái nút điều khiển tính năng để chúng ta gán một cái chức năng nào đó để điều khiển máy nó hài hòa hơn. Ví dụ trước này mình có thể gán vòng để về khẩu độ, ở đây về tốc độ màng trập, ở đây về ISO hay là cái thanh trượt này, rất là nhiều. Và khi đó chúng ta sẽ sử dụng cái máy một cách linh hoạt hơn, nhanh hơn, lưu giữ khoảnh khắc nó kịp thời hơn, chính xác hơn. Mình rất là ấn tượng cái ống kính 2870 này. Đây là một cái ống kính ở cái giải tiêu cự rất là thông dụng. Wide 28 cho đến 70 là rất là nhiều cái chủ đề đều chụp được. Và cái khẩu là khẩu độ mở 2, một cái ống kính đầu tiên thế giới với cái giải tiêu cự đó mà có khẩu 2 là khẩu lớn nhất hiện nay. Đó, thì bởi vì khẩu lớn và trong cái tiêu cự này cho nên rất là to. Đó, họ làm rất là lớn để mà có được cái khẩu độ F2 như vậy. Thì anh em biết là cái ngàm EOS R thì chúng ta sẽ phải rất là khó để mà đầy đủ được các cái ống giải tiêu cự hiện tại, cho nên là chúng ta sẽ sử dụng các cái ống kính ngàm IF ngày xưa dùng cho cái DSLR đó, ngàm IF cũ. Thì Canon họ làm 3 cái ngàm. Ở đây có 3 cái ngàm, thì một cái ngàm là kiểu ngàm chuẩn, ngàm kiểu tiêu chuẩn, nó như thế này để kết nối với cái máy ảnh, và một cái đầu thì chúng ta gắn cái ống kính cũ IF cho những người đang có hệ thống kính có sẵn rồi thì nên xài cái này. Thêm một cái ngàm nữa là nó có thêm cái tính năng gọi là control ring này, để chúng ta khi dùng với các ống kính đó, ống kính IF này, chúng ta vẫn có thể sử dụng được cái tính năng để gắn thêm một cái phím trên này, rất là hay. Khi chúng ta chụp, chúng ta có thể điều khiển ngay trên này để thay đổi một cái tính năng nào đó, chức năng nào đó. Rồi cái ngàm thứ ba, ngàm này chắc là đắt tiền nhất, là khi nó có thêm một cái chỗ để chúng ta gắn cái filter, ví dụ như đây, lôi ra đó, anh em thấy là mình có thể gắn một cái filter, ví dụ ND hay là gì ở đây, ở filter đuôi. Nhất là những cái ống kính mà chúng ta đang dùng, ống kính AF cũ mà nó là ống kính tiêu ship hay là ống kính góc rộng không thể gắn được cái filter ở đầu ống kính, thì chúng ta sẽ gắn thêm cái ngàm này, rất là hay. Canon cũng giới thiệu luôn cả một cái grip, thì cái grip này chúng ta có thể gắn thêm được một viên pin ha, cho những người chụp ảnh chuyên nghiệp. Như vậy thì cái EOS R này không những phục vụ cho những người chụp ảnh phổ thông nhỏ gọn nhẹ một chút xíu, hiện đại và thời trang cũng như là mạnh mẽ, thì còn có thể phục vụ cho những người có nhu cầu chụp ảnh chuyên nghiệp, rất là nhiều thứ, kể cả họ khi họ làm thì không phải là chỉ cái gọi là cái công lực ở trong máy bên dáng bên ngoài, mà cả những cái phụ kiện họ đều nhắm đến phục vụ cho những người như vậy. Ok, cảm ơn anh em.